bài gì ấy? Khách, bài khi Tương Phùng ấy, em có biết bài đấy không? Tương Phùng. Cứ có một bài là được rồi. Em đang hay được rồi bài đi. Khi Tương Phùng đi. Em tìm lời à? Nhưng em có em phải hát anh mới biết hát thôi. Thôi, vì sao là phải thằng nào hát thì mình mới nhép theo được. Khi Tương Phùng, khi Tương Phùng. Khi một bà cũng đẩy đứng lên hát nhẹ hai ông Bắc Ninh. Không, anh, không, anh không hát được rồi. Bạn anh giám sát được là hoàn hát luôn nhỉ? Là hát cái bài như ông lên ông giới thiệu như chủ hôn ấy nhỉ? Đọc một dàn thơ đúng không? Ông đấy thì ông chuyên gia là đến các đám mà là ông nói rồi, nhìn giọng nghe cách ông nói là tự tin biết ngay. Ông hát cho các đám mà ông đi hát toàn hội chùa hội đấy. Anh phải nói thế, ý anh là ông hát cả đám ba. Hôm nay khách đến chơi nhà đàn bà giữ lại đàn ông đuổi về. Anh nghe hát theo này. Đây, đây, cho bên em. Em biết lời. Em hát đi. Theo cho một tí. Phải biết lời em hát đi chứ. Có lời đâu. Có cái nào có đang lời nhạc vào đề thì tôi sẽ có lời. Anh hát đi. Tuông cố lên. Tuông cố lên. Sợ không thuộc. Đoạn nào không ngờ hưởng thì ý ra cái gì đây? Em phải cho ngược lại, em phải cho ngược lại cho cái đoạn nó chung. Ui, chuẩn mà. Này Tương Phùng là khi lấy a tương hồ xuôi lên mồ văng vẳng tiếng tơ tình tình đi đêm lại đần đần canh lắm canh khi đêm lại lần lần na canh lắm canh, canh. Đêm màn oanh ý ơ đêm màn oanh ngồi tựa trăng xanh thương nhớ cầu anh thương nhớ cầu anh lẻ loi chim nhàng đôi bạn đôi tình ơi là anh biết đến bao giờ họp mặt canh nắm canh anh biết đến bao giờ gặp mặt canh nắm canh. Mình thật là mặc dù là không thuộc lời không nghĩ là mình đã hát được mình nể mình quá mình nể mình quá.